Cái gì sắp nổ vậy? Bình tĩnh nào, thôi để mình làm cho. Bạn nấu cháo cạn hết nước rồi. Bạn biết nấu ăn à? Con trai cần phải học nhiều một chút. Trước đây, mình nghĩ bạn rất bướng bỉnh. Nhưng lần này chúng ta cùng đi cứu Ori, mình rất ngưỡng mộ bạn. Trước đây, mình luôn nghĩ bạn rất trẻ con, lại ham chơi nữa chứ. Thật ra, bạn cũng rất giỏi đó. Bạn có tâm sự à? Không có, chắc chắn là có. Mình đã nói không rồi mà. Không phải đâu, rõ ràng là bạn có tâm sự. Có là có, không là không. Nhưng chắc chắn là bạn đang có. Làm sao mà có tâm sự được? Không có là không có. Có là có, sao mình lại không có được? Rõ ràng là có tâm sự. Bạn nói rồi nhé, thua rồi. 1-0. Đã nói là bạn có tâm sự mà. Bạn đến đây làm gì? Đã nói là bạn có tâm sự mà. 2-0 nhé.